Dạ, xin chào anh chị nha. Em tên An, em đến từ kênh YouTube Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ anh chị ơi. Hôm nay á, em gửi tới anh chị một căn nhà mặt tiền lộ nhựa nha, thuộc xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre. Với diện tích nhà của mình á, là 160m2, có sẵn 100m thổ cư luôn. Chiều ngang là gần 7m anh chị. Con đường lộ nhựa nè, tên là Lộ Đình Phú Tự, rất là tuyệt vời ha. Hướng này đi 400m á là mình tới được Đình Phú Tự, ngay chỗ đó mình cũng có chợ nhỏ luôn, khoảng một cây số là tới được chợ giữa đường tỉnh 885 á. 4 cây số là vào được ngay trung tâm của thành phố Bến Tre, 5 cây số là tới được chợ nè, thì trường học, ủy ban của xã Phú Hưng. Con đường này là đường thông nha anh chị, hướng này mình có thể đi ra ngoài chợ giữa được luôn nè, thì chùa Trường Quang, đường thông nha. Một căn nhà em nghĩ anh chị mình về đây mình có thể vừa ở, vừa kinh doanh, mua bán, định cư lâu dài cũng được nữa anh chị. Hướng nhà mình quay qua đây á là hướng chính đông luôn nha. Hướng chính đông, anh chị xem hàng xóm nè. Đó. Với chiều ngang nhà từ đây ngang qua là 6.92m. Chiều dài á là hơn 22m ha. Nở hậu ra là 6.99. Mình có sẵn 100m thổ cư luôn. Điều đặc biệt nhà có chủ quyền nhà nha anh chị, hiển thị trên sổ luôn á. Với khoảng sân này em nghĩ là hai xe ô tô mình có thể đậu được luôn nha, hoặc là mình làm đám tiệc đồ cũng khá rộng. Tại vì nhà mình lợi thế là chiều ngang gần là 7m lận anh chị. Đó, rất là tuyệt vời ha. Xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre. Ở trong anh chị nhìn ra nè. Đó. Ở trên thì có mái che tiền chế rất là mát mẻ ha. Hai cánh cửa rất là chắc chắn luôn. Chỗ này mình hãy nối ống ra để mình rửa xe rồi. Xung quanh thì có hàng rào. Đó. Bên đây hàng xóm mình ha. Chỗ này dân cư tập trung rất là đông. Mặt tiền căn nhà thì được dát gạch cao lên tới trần luôn ha. Trần thì xài lõi phong bằng thạch cao. Đây có đèn led nè, hệ thống camera an ninh nè anh chị. Để mà anh chị mình vào trong nha. Bước qua cánh cửa nhôm 4 cánh này á, là không gian phòng khách rất là rộng rãi luôn. Gạch là dán cao khoảng 1m7, 1m8 xuyên suốt căn nhà luôn nha anh chị. Đó, ở trên thì xài sơn nè. Trần thì xài lõi phong thạch cao, xài đèn led. Đó. Đây mình có rèm cửa luôn nè. Điện là xài điện âm tường nha. Đây rèm cửa nè. Góc này cũng có camera đó nè. Phòng khách cực kỳ rộng luôn anh chị ơi. Bên hông này mình có cửa sổ nha. Đó, hệ thống tủ điện chính đi điều khiển á. Bên hông này mình quay bên hông cho anh chị xem. Đó. Rất là tuyệt vời anh chị ha. Đây cửa sổ nè, mở ra rất là thông thoáng cho căn nhà luôn. Sao bị cứng này? Đây, đúng rồi. Đó, rất là thoáng ha. Đây công viên lối đi chung nè. Phòng ngủ đầu tiên của mình ha anh chị, cũng lát gạch nè. Trên tầng sàn là phong bằng nhựa, có đèn. Rồi đây gắn máy lạnh nè. Đó, phòng ngủ cực kỳ rộng luôn, rất là đẹp ha anh chị. Chỗ này xịt tự nhiên ha. Dạ. Đây, phòng ngủ thứ hai, hai phòng ngủ đều giống nhau hết nha. Đây có cửa sổ nè. Cái đó đi chung được hai cửa sổ ha. Đây không gian phía sau nè. Mình bên đây là bếp, bên đây là toilet. Chỗ khoảng trống này anh chị để một bộ bàn ăn ha, cũng còn khá là rộng luôn á. Đó, rất là tuyệt vời luôn anh chị. Bếp thì được đá gạch nè, đá hoa cương nè, rất là sạch sẽ, dễ lau chùi lắm. Đây cái cửa tủ nè. Đó.
Vậy đây ha, em nghĩ mà anh chị mình đóng nguyên cái kệ tủ xung quanh đây nè, để mình để đồ nó sẽ gọn hơn. Nó có quạt hút rồi ha. Đó, nấu nướng rồi bay mùi hút ra hết. Phía sau nè, đây mình có cái cửa sổ rất là thoáng. Phía sau hậu mình ha, hàng xóm mình trồng chuối. Bên đó có nhà hàng xóm nữa kìa. Đó, rất là đẹp ha anh chị. Trên trần thì xài la phong bằng nhựa nha. Có phòng khách mình thì xài la phong thạch cao, với phía ngoài vô á xài la phong thạch cao. Góc này mình có camera nữa nè. Em quay toilet rất là rộng cho chị xem. Bên dưới toilet thì lát gạch chống trượt nha. Đó, toilet khá rộng, đầy đủ các công năng hết. Bên đây nè, mở cửa ra rất là thoáng ha. Hệ thống máy nước nóng lạnh đầy đủ luôn. Nhà mình có sẵn điện nước hết nha anh chị. Đó, quá là rộng cho cái toilet luôn, rất rộng. Em có cái cửa nè, cửa lùa nha, bên hông nè. Đây có mái che rất là mát mẻ nè. Thì đây tôn sáng, có camera nữa nè. À, bên hông hàng xóm mình nha. Phía trên thì không có đường diện cao thế đi ngang qua thế anh chị. Được rồi, để em lấy sổ cho chị xem nha. Sổ mình rất là đẹp nha anh chị. Và đây là sổ mình anh chị ơi. Từ đất số nè, 136, tờ bản đồ số 39, địa chỉ là xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Diện tích là 159,9 m². Hình thức là sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn mình có 100m ha, là đất thổ cư á. Còn lại đất trồng cây lâu năm 59,9 m². Thời hạn sử dụng đất ở thì lâu dài, đất cây lâu năm sử dụng đến ngày 31 tháng 3 năm 2052. Đó, còn dưới đây là diện tích xây dựng 83,3 m², diện tích sàn là 86,3, xin lỗi anh chị, 86,3 m². Hình thức sở hữu là sở hữu riêng. Loại nhà là nhà cấp 4 nha. Đó, rất là tuyệt vời. Còn bên đây sơ đồ nhà mình nè. Trên sổ hiện thị đường đi luôn ha anh chị. Với chiều ngang á là 6.92, chiều dài á một bên là 22.78, một bên là 22.57. Nở hậu ra là 6.99. Nhà của mình là hướng chính đông luôn nha. Hướng chính đông luôn. Một căn nhà mặt tiền đường lộ Đình Phú Tự, thuộc xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre. Có chủ quyền nhà đầy đủ hết. Hai phòng ngủ, bếp, toilet đầy đủ các công năng hết. Xung quanh dân cư rất là đông. Anh chị về đây mình có thể vừa ở vừa kinh doanh mua bán ha. Có hệ thống camera an ninh nè, hệ thống máy nước nóng lạnh nè, thì wifi, thì máy lạnh đầy đủ hết ha. Đó, gia đình mình giờ đây chỉ mình ở mình sinh hoạt thôi, rất là tiện lợi luôn. Giá đến anh chị mình sở hữu á là 1.920.000.000 nha. 1.920.000.000, 1.920.000.000 nha. Giá này á mình còn có thể thương lượng được, chủ sẽ hỗ trợ anh chị mình vay ngân hàng khi mình có nhu cầu ha. Đó, bao toàn bộ giấy tờ sang tên cho anh chị mình luôn, rất là tuyệt vời ha. 1.920.000.000 là anh chị mình sở hữu một căn nhà mặt tiền đường lộ nhựa 160 m², có sẵn chủ quyền nhà luôn, vào ngay trung tâm của thành phố Bến Tre á, là khoảng 4 cây số nha. Chỉ vài phút anh chị mình đi xe, đường thì xe lộ nhựa, hai xe ô tô mình tránh nhau thoải mái luôn ha anh chị. Bên hông hàng xóm nè, đó hàng xóm nè, dân cư rất là đông hàng xóm mình ha. Hướng này thì chắc có lẽ bây giờ em đi từ đây nè, em chạy ra ngoài đại đó cho anh chị xem. Ra ngoài chợ giữa là lộ Đình, ngay chỗ Đình Phú Tự mình có cái chợ nhỏ nhỏ đó nữa. Dạ rồi, bây giờ mời anh chị mình đi theo em ra hướng ngoài chợ giữa nha anh chị. Đó, đường lộ nhựa, xe hơi chạy thoải mái luôn rồi. Rất là tuyệt vời ha. Khu vực này á là xã Phú Hưng, mình gần với chợ Mỹ Long đó anh chị. Cách chợ Mỹ Long á là tầm khoảng 1,2-1,3 cây số à.
Vừa qua cầu Trạch Sậy là mình tới được chợ Mỹ Long rồi. Một căn nhà mặt tiền lộ nhựa luôn ha. Anh chị mình về đây á, em nghĩ mình có thể vừa ở nè, vừa kinh doanh mua bán. Tùy thuộc ngành nghề của anh chị mình đang kinh doanh á, hoặc là mình mua mình ở mình định cư lâu dài nên chị. Dân cư đây thì đông ha, nhưng chị thấy á, nhà mình có sẵn chủ quyền nhà nè. Đó, có thổ cư, hướng thì hướng cũng khá là đẹp ha, hướng chính đông luôn. Rất là tuyệt vời. Vào ngay trung tâm của thành phố là chỉ có 4 cây số thôi. 4 cây số là giờ được ngay trung tâm của thành phố Bến Tre. Còn từ bến xe miền Tây mình chị về đây á là tầm khoảng 77 cây nha. 77 cây số. Nếu bên tay trái mình á là đình Phú Tự. Đó, có cây bạch mai rồi anh chị. Ngay góc ngã tư này nè là mình có cái chợ nha. Chợ cũng nhỏ thôi nhưng mà đầy đủ hết rau củ quả thịt cá trái cây, có tiệm tạp hóa đâu ạ. Đó, rất là tuyệt vời ha. Sát bên luôn, chợ này bán từ sáng tới chiều luôn á. Nên anh chị em mình có nhu cầu mua mua đồ ăn cho gia đình buổi sáng hay buổi chiều gì á, mình mua cũng tiện lợi ha, rất là gần. Còn hướng này em đang tra ra ngoài đường tỉnh lộ 885. Qua bên kia đường là chợ Dừa. Ngay chỗ đầu đường mình có Bách Hóa Xanh luôn á chị. Đó, bên em thì luôn nhận ký gửi mua bán nhà đất nha. Anh chị nào mình cần ký gửi mua bán nhà đất á, mình cứ liên hệ trực tiếp với em hoặc là nhắn tin với em qua số điện thoại á, số đó em cũng xài Zalo luôn anh chị. Cách làm việc của em bên em rất là đơn giản à. Anh chị mình cứ gửi định vị nè, gửi sổ đỏ nè, hình ảnh đất đó kèm theo với giá bán, số điện thoại của anh chị, rồi em sẽ tới trực tiếp em làm việc, em quay video đó. Khi nào bán xong em sẽ nhận phần trăm quay hồng ha. Đó, còn quay video chính chủ á là em sẽ nhận phí em đi quay thôi, không có nhận quay hồng. Dạ, ngay đây là ngay đầu đường của mình nè anh chị. Đó, mình có Bách Hóa Xanh ha. Con đường này là đường tỉnh 885. Đó, hướng này á mình đi khoảng hơn 200 m nữa là tới cầu Trạch Sậy. Dù em coi cầu Trạch Sậy á là chợ Mỹ Long. Rất là nổi tiếng về bánh tráng Mỹ Long ha. Đó, khu vực chợ Mỹ Long. Qua chợ Mỹ Long một chút là mình tới được đền thờ Nguyễn Gia Định, trường Cao đẳng Bến Tre cơ sở 2. Chỗ đó thì chỗ dạy thi bằng lái bốn bánh hai bánh đâu anh chị, trường học chính trị đâu á. Đó, mình đi thẳng xuống thị trấn Nhồng Trơm và Ba Tri nha. Đó, con đường này thì mình cũng đi vào nhà của mình được luôn, ngay chỗ chùa chùa Trường Quang hồi nãy em có nói trong video á anh chị. Và bên tay trái mình á là chợ Giữa nha. Rất là tuyệt vời nha. Chợ Giữa này thì lớn hơn cái chợ nhỏ ngay chỗ góc ngã tư của mình. Phía trước mình có ngã ba ha anh chị. Ngã ba anh chị đi thẳng á là mình tới được cầu cầu Rạch Vông, hay còn gọi là cầu Bến Tre Ba đó. Đó, nhà máy Diệt Hồng nè, thì chợ đầu mối của Bến Tre đó, vào ngay trung tâm của thành phố Bến Tre luôn, cực kỳ tuyệt vời ha anh chị. Còn quẹo phải nữa nè là hướng về dòng xe Phú Hưng. Ngay góc dòng xe mình có chợ, trường học, ủy ban của xã Phú Hưng nha. Từ vị trí đất của mình á, nhà của mình á là đi tới chợ trường học ủy ban là 5 cây số, 5 cây số đi đường lộ nhựa ha. Ngay chỗ đó thì cũng cầu Bến Tre Ba. Mình sẽ đổ ra ngay chỗ vòng xoay đó. Vòng xoay đó đường Quỳnh Tấn Phát kết nối từ thành phố Bến Tre mình tới khu nghiệp Giao Long ha. Từ nhà của mình đi khu nghiệp Giao Long á là tầm khoảng hơn 10 cây số thôi. Cũng khá là gần ha anh chị. Đường thì rất là thuận lợi, xe ô tô mình chạy thoải mái luôn. Dạ rồi, em cũng xin dừng video tại đây nha. Rất là chân thành cảm ơn chị mình đã xem đến cuối video. Chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe nha. Đầu tư sinh lời, mua bán thuận lợi, tìm được miếng đất ưng ý, an toàn ha anh chị. Bye 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 mọi người.